xin kính chào quý vị và các bạn biết được dự án đầu tư vào khu trung tâm thương mại của hải long chỉ là cái bẫy thì đã quá muộn tiền đã đổ vào đó không ít đúng lúc tình hình tài chính của hưng thịnh căng như dây đàn nếu không xoay sở kịp thời sợ rằng hưng thịnh sẽ đứng trên bờ vực phá sản ông hưng và vinh hiển cố gắng thuyết phục các cổ đông các đối tác đi tìm nguồn vốn mới để bù đắp nhưng mọi việc không mấy khả thi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chẳng ai có thể ngờ người bước về phía họ trong hoàn cảnh này là bà Tuyết. Vốn là bà đầm thép trên trốn thương trường, sở hữu một chuỗi nhà hàng khách sạn cùng nhiều dự án bất động sản, bà Tuyết đã không ngần ngại đầu tư vào Hưng Thịnh. Liệu rồi sự đồng tông hiệp lực của tất cả mọi người có giúp Hưng Thịnh vượt qua sóng gió này? Liệu rồi ân oán hận thù giữa bà Hương dành cho bà Tuyết có kết thúc từ đây, để Vinh Hiển và Nhã Phương tự tin sánh bước bên nhau? Đó là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Ông Hưng đã sớm nhận ra với tham vọng cố chấp của Vinh Phát, sớm muộn gì cũng gây họa. Thật không ngờ hậu quả mà cậu cháu trai gây ra lại lớn đến như vậy. Với số tiền rót vào dự án trung tâm thương mại thất bại, trong lúc đó các dự án khác chưa kịp mở bán, vòng vốn của Hưng Thịnh gặp nhiều vấn đề. Các cổ đông ổ ạt tìm tới để chất vấn, họ còn uy hiếp nếu ông Hưng không có biện pháp khắc phục thì họ sẽ rút vốn. Ông Hưng không ngờ tâm huyết cả đời xây dựng có nguy cơ đổ sông đổ biển ngay trước mắt. Cũng may lúc khó khăn vẫn có Vinh Hiển và Nhã Phương ở bên cạnh. Vinh Hiển động viên. Ngoại ơi, giờ sức khỏe của ngoại là trên hết. Ngoại cứ giao mọi việc cho con, con sẽ thuyết phục các cổ đông cũng như tìm nhà đầu tư mới. Đợi khi dự án ở Phú Quốc và khu căn hộ đi vào hoạt động, lúc đó mọi việc sẽ trở lại bình thường. Ông Hưng hiểu rằng thời buổi kinh tế khó khăn chẳng ai dễ dãi mà móc hầu bao đầu tư ông buồn bã hiền à thật sự ngoại không ngờ thằng phát lại làm ra chuyện động trời này hiền ơi hưng thịnh là mạng sống của ông mất hưng thịnh thì ông già này còn ý nghĩa gì chứ nhã phương an ủi ông ngoại ông ngoại lạc quan yêu đời của con đâu rồi ông phải tin vào chính mình phải tin vào chồng của con chứ những ngày sau vinh hiển tìm gặp những người có máu mặt trình bày dự án và chiến lược của Hưng Thịnh. Nhưng với những thông tin bất lợi hiện tại, ai cũng dè chừng. Họ lấy lý do từ chối khéo lời đề nghị của Vinh Hiền. Sau mỗi cuộc gặp gỡ, Vinh Hiền chỉ biết động viên bản thân. Hiền à, giờ mọi việc trông cậy vào mình, mình không được gục ngã, không được bỏ cuộc. Dù mệt mỏi đến đâu, nhưng khi về đến nhà anh vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Nhã Phương biết rõ những trăn trở của anh, cô động viên, tôi tin ông trời không phụ lòng người có công, nhất định anh sẽ làm được. Những lời nói của Nhã Phương như tiếp thêm cho anh sức mạnh. Và điều không ngờ rằng bà Tuyết đã chủ động tìm gặp Vinh Hiển. Vừa mới thấy bà, những ký ức đau buồn trong quá khứ lại ùa về trong tâm trí anh. Chính bà Tuyết là tiểu tam chèn ngang cướp đi ba của anh, cướp đi hạnh phúc của gia đình anh. Anh lạnh lùng nói với bà, Xin lỗi, tôi không có chuyện gì muốn nói với gì anh định rời đi thì bà Tuyết lên tiếng. Hiền à, hôm nay dì muốn gặp con là vì chuyện của Hương Thịnh. Dì muốn góp vốn vào Hương Thịnh. Quả thật, dù không ưa gì bà Tuyết, nhưng nghe đến hai chữ góp vốn, anh đã khựng lại. Bà Tuyết còn bồi thêm. Dì biết Hương Thịnh đang rất khó khăn. Dì thật lòng muốn giúp đỡ con. Gần 20 năm không liên lạc, trước đây bà Tuyết chỉ là cô thôn nữ nghèo khó khi ông Toàn cùng bà ra đi chỉ với hai bàn tay trắng. Nhưng với sự thông minh và nhanh nhạy, lại chịu thương chịu khó, bà Tuyết đã có trong tay gia sản khá đồ sộ. Nhiều dự án bất động sản trải dài từ Bắc Chí Nam. Hiện bà cũng là chủ sở hữu của chuỗi nhà hàng khách sạn ăn nên làm ra. Thấy Vinh Hiền lưỡng lự, bà Tuyết tỏ ra thần thái của bà đầm thép, đành giọng. Vinh Hiền, dì biết con vẫn giận gì, nhưng dì đến đây là muốn bàn chuyện công việc Chuyện cá nhân chúng ta giải quyết sau Vinh Hiển chất vấn Dì nói đi Rốt cuộc dì có mục đích gì Hay dì đến đây để chế giễu, Cười nhạo tôi Nếu vậy thì dì được tọa nguyện rồi đấy Bà Tuyết nở nụ cười hiền hậu Vinh Hiển à Con đừng nói như vậy tội nghiệp cho dì Dì biết con là người hiếu thảo Vì không muốn làm mẹ đau lòng Nên con mới không cho phép bản thân liên lạc với ba Con phải nhớ Ba chưa bao giờ thôi nghĩ về con Về chị Hương Bà Tuyết không kìm được nước mắt, bất giác nước mắt lăn dài. Bà nhớ đến những ngày cuối đời, ông Toàn đau ốm trên giường bệnh. Ông chỉ còn một tâm nguyện duy nhất là được gặp con trai trước khi nhắm mắt xuôi tay. Vậy mà chỉ vì sự ích kỷ độc đoán của bà Hương, ông đã không thể gặp mặt Vinh Hiền. Nhìn bộ dạng đó của bà Tuyết, Vinh Hiền hiểu rằng tất cả đều là những lời nói thật lòng. Giờ muốn biết rõ quan hệ giữa bà và ông Toàn, bà Hương và bà Tuyết hiểu rõ những tâm tư suy nghĩ của ông toàn, anh chỉ có thể thông qua bà nhẹ nhàng ngồi xuống nói chuyện với bà. Bà tuyết vào thẳng vấn đề. Chuyện cá nhân để lần khác gì sẽ kể với con, hôm nay gì muốn bàn về Hưng Thịnh. Vinh Hiển nói rõ về tình hình của tập đoàn, những chiến lược sắp tới trong tương lai, rồi anh dò hỏi. "Dì thật sự là muốn đầu tư sao?" Bà Tuyết khẽ nói, "Con không cần phải đề phòng, dì biết Hưng Thịnh là tâm huyết của ông Hưng." của con, của cả anh toàn, dì làm việc này là muốn anh toàn có thể thanh thản ra đi. Hơn nữa, nếu nhìn xa một chút thì đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Vinh hiện tự tin. Dì yên tâm, con sẽ không làm gì thất vọng đâu. Bà Tuyết nhìn anh chăm chú. Dì biết con là người giỏi giang bản lĩnh, ba năm qua tuy không gặp con, nhưng dì và ba con vẫn luôn dõi theo hành trình của con. Giờ con đã là chàng trai trưởng thành, ưu tú bà rất hãnh diện và rồi cái bắt tay hợp tác của bà Tuyết khiến Vinh Hiền thở phào nhẹ nhõm anh tin với tiềm lực tài chính của bà Tuyết Hưng Thịnh sẽ sớm vượt qua biến cố này thế nhưng biết rõ tính tình của bà Hương biết rõ rằng mẹ vẫn hận bà Tuyết thấu xương tùy anh không dám nói với bà về sự hợp tác lần này chỉ dám tâm sự cùng ông ngoại ông Hưng là người thấu tình đạt lý ông cũng hiểu rõ mối quan hệ tay ba năm xưa giữa bà Tuyết ông Toàn và bà Hương nếu truy cùng đuổi tận thì chính bà Hương mới là người có lỗi. Năm xưa vì muốn có được ông Toàn nên bà Hương đã chấp nhận mọi thủ đoạn, gây sức ép lên mẹ ông Toàn và để rồi mẹ ông lấy tính mạng ra để ủy hiếp, buộc ông phải cắt đứt liên lạc với bà Tuyết nên duyên nên nợ với bà Hương. Ông Toàn vẫn luôn hoàn thành bổn phận của một người làm chồng, làm cha, nhưng bà Hương luôn kiếm cớ gây sự, buông lời lẽ miệt thị mỉa mai. Rồi khi vô tình chứng kiến ông Toàn và bà Tuyết gặp lại nhau, chẳng để cho ông có cơ hội giải thích, bà đã quy chụp cho hai người tội ngoại tình. Chính những lời lẽ chua ngoa đánh đá, âm thầm cho người hãm hại bà Tuyết mới khiến ông Toàn không chịu được, đành phải dứt áo ra đi. Ông Hưng nhiều lần khuyên nhủ bà Hương nên nói rõ mọi chuyện với Vinh Hiền, nhưng bà sợ con trai oán hận nên vẫn lấy lý do và kéo dài thời gian. Liệu rồi, khi làm việc chung với bà Tuyết, Vinh Hiền có nhận ra những phẩm chất đáng quý của người phụ nữ hiền hậu, lương thiện ấy. Khi hiểu ra anh có oán hận bà Tuyết, oán hận bà Hương hay không. Ai cũng tin sự hợp tác lần này không chỉ giúp Hưng Thịnh trở về thời Hoàng Kim, mà còn là cơ hội để bà Hương và bà Tuyết có cơ hội lại gần nhau, nói rõ những khúc mắc hiểu lầm. Cả hai bà sẽ tác thành cho Vinh Hiền và Nhã Phương. Để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi, kính chúc mọi người có những phút giây xem phim vui vẻ.